mong rằng nhân viên tiếp theo của hành khách mời sẽ là anh Trọng Hiếu. Hello, what's up everybody? Trọng Hiếu xin chào tất cả mọi người đang xem hành khách bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Hiếu được tham gia chương trình thì Hiếu cảm thấy rất là phấn khởi và rất là sẵn sàng để qua được những cái thử thách mà mọi người chuẩn bị cho Hiếu. Và Hiếu nghĩ là cái chương trình này cũng không dạng vừa đâu. Không dạng vừa đâu. Ok, bây giờ luật chơi. Nghệ sĩ sẽ phải trở thành nhân viên của chuyến xe hành khách bất ngờ và lần lượt đón tiếp 4 lượt khách lên xe, bao gồm hát hay, tông điếc và hành khách bất ngờ. Trước khi chuyến xe khởi hành, nhân viên dựa vào gợi ý sẽ phải dự đoán và xếp loại các hành khách trong phiếu hồ sơ khách hàng. Hey, ok. Đây, đây là bằng chứng là Trọng Hiếu là trưởng tiếp viên này. Anh này đẹp thế. Yay. Ok. Hành khách đầu tiên, hashtag là năng lượng. Giống Trọng Hiếu. Hashtag thứ hai là đuôi gần chết á. What? Dui gần chết à? À, thì nghĩa là hài hước, buồn cười à? Vui tính đúng không? Ok. Oh, thứ ba là tình yêu. Và đơn giản. Ok, cái hashtag đó là Hiếu cảm thấy rất là gần gũi với cái con người của Hiếu luôn. Yeah, cũng đơn giản và năng lượng. Và cũng du gần chết. Tình yêu. Yeah, ok. Hành khách thứ hai là quyến rũ. Dạng dỡ à? Dạng dỡ là cái gì? Wow, mà quyến rũ nữa. Ê. Là con gái phải xinh. Là con gái phải xinh. Ok. Em nào nhỉ? Chắc là kiểu cái này cũng nghe kiểu giống em hành khách bất ngờ nhỉ? Có khả năng cao đấy. Ok, hành khách thứ ba là nhảy. À, là một nhảy. Hashtag thứ hai là quái à? Antivirus. Nghĩa là không thích corona hay sao? Hả? Antivirus? Không hiểu. Cũng dị. Hành khách thứ tư là bèo. Bánh bèo à? Bánh bèo, nhịp. The Verse. Right, ok. The Verse là một nhóm nhảy mà Hiếu mới diễn cùng với nhóm đó. Hiếu lại nghĩ là đáng lẽ là với cái hashtag của hành khách đầu tiên thì là chắc là hát hay, nhưng mà Hiếu lại nghĩ là mọi người muốn chơi đều Hiếu. Vì thế là Hiếu nghĩ là cái hashtag này bạn này tông điếc. Ok, hành khách thứ hai, cảm giác đầu tiên của Hiếu là hành khách thứ hai là hành khách bất ngờ. Và Hiếu stick với cảm giác đầu tiên của Hiếu. Cái cảm giác đầu tiên Hiếu nghĩ là luôn đúng. Hành khách thứ ba là quái antivirus nhảy à? Hiếu lại nghĩ là hát hay. Tôi điếc, quái antivirus. Yeah, hát hay. Hành khách thứ tư, bèo nhịp. The Verse, biết nhảy. Thì Hiếu cũng biết hát. Không, biết nhảy thì lại tông điếc. Không, biết hát. Ok, bài hát mới tên là Đập Vỡ Anh Cho Rồi. Đây là bài hát. Nói về một chàng trai, Hiếu ví như là một chàng trai Hiếu ví với một quả cam có cái vỏ rất là dày. Nhưng mà cái quả cam nào mà có vỏ dày đến mấy ấy cũng có những cái móng tay mà nhọn hơn và cao thủ hơn và chơi mình luôn. Như thế là đấy, bài hát là về một chàng trai như thế. Thì bài hát này Hiếu sáng tác cùng với hai bạn ở nước ngoài ở Áo và được sản xuất âm nhạc bởi một nghệ sĩ và nhạc sĩ đến từ Ba Lan, và bạn đấy đã làm nhạc và viết nhạc cho ca sĩ để thi trong vòng chung kết của Eurovision Song Contest ấy. Đấy là cái cuộc thi lớn nhất trên thế giới. Đấy thì hình như là rất là hấp dẫn và cũng rất là đặc biệt. Yeah. Yeah. Right. Anh cho mình xin to được không ạ? Chính anh là vẹn ở bờ trường bên ai lo dài. Vẫn luôn là best cho dành cho bao cô gái. Chìm đắm trong cuộc chơi đến một khi em xuất hiện. Anh phải đầu hàng thôi. Là mình thua ván này anh phá tiền mất rồi. Dù đã không ngàn cảm xúc ấy, lần đầu con tim anh biết yêu đuối không thể dừng lại. Nói nghe em muốn gì? Yeah. Nói em muốn gần anh đi. Cho anh câu trả lời. Bao
đập phá tim anh cho rồi. Hấp dẫn nhưng không, anh chỉ cần mình em thôi. Đừng bắt anh đợi chờ, anh đã đứng đây từ chiều. Yeah. Tiếc chi một lời đồng ý còn hơn mất nhau. Anh phát điên mất rồi, dù đã không ngàn cảm xúc ấy. Lần nào con tim anh biết yêu đuối không thể dừng lại. Nói nghe em muốn gì, nói em muốn hơn anh đi, cho anh câu trả lời. Rất là tò mò là hành khách đầu tiên như thế nào và là ai, và rất là tò mò là mình đoán có đúng không, là bạn ấy có hát được giỏi hay không. And tại vì là trong ngày hôm nay rất là phấn khởi và rất là có nhiều năng lượng để đạt được 5 sao cho cái chuyến xe của mình, với những cái hashtag là năng lượng này, đơn giản. Đằng đấy bây giờ Hiếu nghĩ lại cũng hơi dở hơi, tại vì là những cái hashtag này giống Trọng Hiếu ấy. Rồi sao mà mình lại đoán là tông điếc, nghĩa là mình bảo mình hát dở à? Thế là hơi không hợp lý lắm nhỉ. Nhưng mà ok, không sao. Hiếu nghĩ là chương trình thông minh, nhưng mà Trọng Hiếu thông minh hơn. Quay lên xe với anh Hiếu. Không biết anh Hiếu còn nhớ mình hay không. Mình hay đi chung số với anh Hiếu lắm á. Chúng mình lên xe nha mọi người. Anh phải che mặt à? Ở mỗi trạm dừng, hành khách sẽ mang lên xe một thử thách và tuyệt đối giữ im lặng. Chỉ khi nào nghệ sĩ hoàn thành các thử thách thì mới được giao lưu cùng với fan trong vòng 30 giây. Sau 30 giây này, nhạc sẽ tự động phát và nghệ sĩ sẽ song ca cùng fan. Yo! Hey! Cảm ơn ạ. Em hồi hộp không? Rồi là anh hồi hộp không? Yeah, mình có quen nhau chưa nhỉ? Gặp nhau chưa? Rồi à? Bạn là dancer à? Đúng không? Tại vì biết sao thì mình thấy quần áo của bạn trông khá ngầu và cool đấy. Kiểu dancer. Hả? Kiểu mắt rồi chứ. Mắt rồi hơi quen quen rồi. Ok. Thử thách giao lưu cùng Tô Châu. Đoán tên 3 ca khúc thông qua các emoji và phải hát được một câu trong bài hát đó. Ui ui ui. Emoji này thì nó kiểu hơi là kiểu mình hơi bị ngáo, mình bị, kiểu như là mình làm cái gì xong là mình bị ngáo, xong mình cười ấy. Hạnh phúc, yeah. Ah, because I'm happy, clap along, đúng không? Yeah. Bài này có ý gì đấy? I wanna hear say ah. Wow. Đúng không, Tô Châu? Đấy là Hiếu đang phấn đấu để chúng mình nói chuyện được với nhau ấy. Ôi, chết rồi, bài gì đây? Chân ra phải cô gái, chân phải cô gái à? À, bước đến bên em. Ok, nghe trong lòng như cuồng quay đấy, nói sai đấy. Yeah, ok. Tôi Châu có hỏi yêu cái gì được bất cứ nhé. Chưa thì chào anh. Chào Châu. À dạ đúng, em là dancer mà em chưa nhảy cho anh bao giờ á. Mình có 30 giây thôi Châu ạ. À, Châu nhanh, nhanh lên nào Châu ơi. Dạ. Ừ. Thì
trước giờ em với anh nhảy đi diện chung rất là nhiều show với nhau rồi. Okay. Có thể ngồi chung với nhau nhưng mà chắc anh không nhớ em đâu. Có khi cái mặt của em hơi rõ nhưng mà để anh hỏi thêm, em nhảy trong nhóm nào? Dạ em nhảy hiện tại là trong Chin Chà Swag. Còn ngày trước thì em đi diễn rất là nhiều anh chị trong giới dancer. Có anh Khánh nè, anh Ben, chị Nga nè. Bài nào của Trọng Hiếu em thích nhất? Dạ em thích nhất bài Bước Đêm Và Nàng của anh. Thì nghe nó rất là funky và cool. Yeah. Yeah. Em biết bài này không? Dạ biết. Nice. Bây giờ cho mình hát nhá. Dạ. Có đôi khi chim con dài đôi bước. Dạ. Nhưng khó khăn. Oh. Có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ làm được đâu. Cứ lại nghĩ là mọi người muốn chơi đểu hiếu. Chương trình nghĩ là chương trình thông minh nhưng mà cảm thấy thông minh hơn. Tông điếc. Dù biết sẽ có đơn đau và mất đi. Chết rồi. Tôi vẫn vinh được tin về phía trước. Yeah. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy. Một khát khao đang rực cháy. Come on. Giờ đây là lúc tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong đây ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường ơi. Yeah, oh nice, oh. Châu ơi, như lại đoán là Châu không tôm điếc rồi. Châu tôm điếc chứ. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy. Một khát khao đang rực cháy. Come on. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Chỉ còn đường tôi để lại sau lưng những nghi ngờ khiến tôi chùn bước. Để cho con tim dẫn lối tôi đi tìm. Ngày tôi sẽ vượt qua chặng đường kia và đến chân trời đó tôi hằng mơ. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong ngày ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Now is the time for me to raise my voice. Now is the time to show you who I am. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong ngày ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Yeah. Xin chào mọi người, hôm nay mình được vinh dự được gặp gỡ thần tượng của mình là anh Trọng Hiếu. Thì cảm xúc hôm nay hơi bị lo là không biết anh Trọng Hiếu có thân thiện không. Nói chung là đừng có thử xem sao. Ok. Hello. Ok. Mình quen nhau đúng không em? Ta-da. Hello em, cảm ơn em. Mà em không được nói mà em hello to, rất là to và rõ ràng. Được em ạ, anh thấy ok. Thì đấy, anh thấy được. Anh đang... Em có biết là anh đoán em là hành khách bất ngờ ấy. Có đúng không? Mình quen nhau mà đúng không? Mình gặp nhau rồi đúng không? Chưa.
Ok. Rồi, thử thách giao lưu cùng Ami. Ami vui tính nhỉ? Em vui cười nhỉ? Ok, đoán tên nghệ sĩ thông qua phiên âm tiếng Anh. Từ từ, đoán tên nghệ sĩ thông qua phiên âm tiếng Anh. Change Thang. Là tên một người nghệ sĩ à? Change Thang. Change Thang là Thành Thang à? Thành Thang. Trấn Thành. Trấn Thành. Trấn Thành. Oh yeah. Ok ok. Thì biết là mấy cái này đấy mình cứ đánh dấu huyền hay dấu sắc gì vào đúng không? Sao mình kiểu nói kiểu ngạch ngạch một tí cho nó thì nó ra cái tên đó đúng không anh? Ok. To mean là ai nhỉ? An Mi nhỉ? To mean là To Mi à? To Mi à? To mean là To Minh. To mean. Đấy, ok. Trọng Hiếu, ok. Hey, xin chào em. Em bỏ cái khẩu trang được không? Ok, em, ok. Em khỏe mạnh mà đúng không? Dạ, em khỏe. Hey, xin chào em, hey, bây giờ được nhìn thấy nụ cười của em xinh quá. Em ơi. Nhớ à? Trước cái điều gì, cái điều cuối cùng em trước khi dạ. là, cái điều cuối cùng em làm trước khi đi ngủ? Đánh răng. Đánh răng? Cái dạ. điều đầu tiên em làm sau khi em dậy? Mở mắt. Mít hay bưởi? What? Mít hay bưởi? Mít hay bưởi, bưởi. Sao em chỉ bảo anh thịt hay cá? Cá. Hiếu Trọng hay là Trọng Hiếu? Trọng Hiếu. Em có câu hỏi gì không? Dạ, anh em vui quá. Em xin chào em. Dạ, xin chào anh. Em thích anh từ cái bài Em là bà nội của anh á. Em nghe okay. bài đó hoài luôn. Nhưng mình chưa gặp nhau. Dạ, mình chưa gặp nhau bao giờ. Tại sao mình chưa gặp nhau em? Dạ, tại vì mình không có cơ hội. Tại vì hôm nay là giống như là ông trời để lạc em ở đây để được gặp anh. Cảm ơn ông trời là yeah. Dạ. Cảm ơn ông trời đã để lạc anh Mi với Trọng Hiếu. Em có coi nhảy TikTok bài này. Ok, em có biết nhảy không? Biết nhảy. Ok, mình sẽ nhảy cùng nhau nhé. Ok, đây. Mưa khơi những con phố cần hẳn sẽ đi với ta để anh đưa em về tận nửa nhà. Dù cuộc đời bao khó khăn thì trên má vẫn luôn mỉm cười. Tình yêu em trao đến cho mỗi người chẳng đáng đó. Ami, come on, I don't know. Hey, ông chỉ để lại em ở đây lâu chưa vậy? Lâu chưa vậy. You know. Cây chờ mưa thì anh chờ em cũng như vậy. Tin anh này. Yeah, now come on. I need you so. I need you so. Yeah, you know. Oh, yeah. Không có em thì anh sẽ chẳng là gì. Yeah, sẽ chẳng là gì. Woo! Woo! Wow! Yes! Dù cuộc đời bao khó trên môi em vẫn luôn mỉm cười. Đến cho mọi người chẳng đắn đo. Vui lấp biển dù cho sóng gió không ai vẫn sẽ lao vào. Đàn ông mạnh mẽ thế nào? Trọng Hiếu chỉ chọn bên khi có anh Mi phía sau. I don't know. Ông chỉ để là em ở đây lâu chưa vậy? Yuhuu! Lâu chưa? Oh, you know. Khi trong mưa thì anh chờ em cũng như vậy. Tin anh này. Yes, I'm ready. I need you so. I need you so. Girl, you know, you don't know. Chẳng là gì? Sẽ chẳng là gì. Yeah. Hey, cảm ơn anh Mi.
Oh, thiên quá trời. Oh my god. Alo. Alo. Ok, Hiếu buồn là bạn không chào mình ạ. Wait a minute. Xin chào. Oh my god. Hey, đây anh cũng khỏe, anh cũng. No. Corona. Em mình biết nhau đúng không? Corona. No. No. Em bảo ông này quái dị thật. Làm sao? Đây đúng rồi. Đúng rồi. Corona. Chào kiểu này này. Đây. Chào kiểu này. Yes, yes, ok. Rồi. Được chưa? Ok chưa? Đâu có cái thử thách cho mình đâu. Không, ông để quên à? Thử thách là phải biên đạo một vũ đạo rửa tay cùng tôi. Để ông nói tiếng Việt được không hả ông? Biên đạo một vũ đạo rửa tay. Mình á? Hay bây giờ? Bây giờ luôn. Biên đạo vũ rửa tay, rửa tay. Biên đạo, ok. Như nào thì mình phải có nhạc đúng không? Nhạc nào cho mình tiếng nhạc được không? Ok, bây giờ rửa tay theo cái này đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tay mới sạch này. Cái gì nữa nhỉ? Rửa chỗ nào nữa? Ok, ok. Anh Hiếu không biết luôn hả? Không, Hiếu bắt đầu đến rất là quăng đăng hay cái gì đó. Cái kiểu cái quần áo và cũng kiểu nhảy như này kia. May quá à. Hôm nay em đã phải dùng một mùi nước hoa khác để anh Hiếu không phát hiện ra. Ôi Vicky. Alo. Gặp Vicky vui thế. Khỏe không? Em khỏe hả? Em rất khỏe. Anh Hiếu khỏe không? Anh không khỏe lắm, tại vì là em bây giờ chỉ đoán 2 lần sai rồi. Em cũng đã nghe rồi đấy. Em đã nghe về cái sự tích đấy rồi. Nghe nói là anh Hiếu mới ra bài mới, anh có thể hướng dẫn cho Nicky vũ điệu của anh Hiếu xem. Dạ đúng rồi. Yeah, Nicky biết rồi đúng không? Dạ, yeah, em xem rồi, em biết rồi. Ok, chơi đi nào. Nhưng mà em sẽ phải đá hình anh Hiếu tí nhá. Em nghĩa là nhìn anh Hiếu tí. Okay. Em không... Nicky nghe bài này chưa? Rồi ạ. Rồi đúng không? Nicky thì sao? Hay hả? Được. Hay. Có bài nào của anh Hiếu em không bỏ hay đâu. Chỉ muốn nghe cái đấy. Em biết rồi. Ê. Vỡ tim anh cho rồi hãy. Thế là khó vừa vào. Em đập vỡ tim anh này. Em xoay trái. Đập vỡ tim anh cho rồi. Bài hay á, yeah. Mê rất mê nữa bài này hay. Yeah. Mê. Yes. Yeah. Được. Lớp. Em lời khá nhiều. Lời khá nhiều nhưng mà em sẽ cố gắng nhớ được câu nào thì em đi. Ok. Em đừng làm cho anh thất vọng nhá. Ok ạ. À. Em vào đấy khen nể. Cái này là bản remix. Oh, cool. Nghĩa là kiểu, nó hơi kiểu mung bất tông. Em nghe bản này rồi. Được. Không, anh đi diễn đi. Không, anh đi diễn luôn. À đúng rồi, chồng nhé. Yeah. Baby em hãy nghe bài hát. Anh viết cho em bằng những lời ca từ trái tim chân thành. Hãy lắng nghe một chút thôi. Chưa một giây nào anh để quên. Hạnh phúc cho riêng anh và em. Mình em thôi, baby. You can say no. The whole night trời nắng to, chỉ cần em muốn sẽ mưa đừng có lo. Và nếu đêm khuya nhiều lắng lo, anh sẽ kéo mặt trời lên cho. Come on, I yêu em bên điện đầu mà anh lại thấy như thế nó rất ngầu. Dù là anh giờ đây phải hóa thành bé con, anh vẫn chỉ yêu bà nội của anh thôi. Anh yêu em bên điện đầu mà anh chẳng muốn. Đây em phải ôm sầu, đang là mây, đang mưa, là sao, là gió bay.
ok em. Em là bà nội của anh. Yeah. Em là bà nội của anh. Nikki, 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 eh. Em là bà nội của anh. Come on, Nikki, Nikki, eh. Em là bà nội của anh. Woo. Em là bà nội của anh. Say, yêu anh. Không lo, chỉ cần ăn no rồi có tròn bo thì anh cũng chẳng hề đắn đo. Buồn buồn thì hét thật to, lỡ mà có đau họng rồi ho. Cũng là có anh lo, anh bay ra đường mua thuốc về ngay cho. Em yêu anh không nạ, tin anh đi em ạ. Anh chỉ yêu anh thương anh, tin anh yêu khi bên em đâu nạ. Khá 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 khá. Anh luôn mong sao ta yêu nhau, ta bên nhau cho tới khi ta chung nhà. Anh yêu em nên điên đầu mà anh chẳng muốn thấy em phải ô sầu. Nắng là mây là mưa là sao là gió bay. Em ơi em là bà nội của anh. Yeah, yeah, yeah. Em là bà nội của anh. Yeah, yeah. Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Woo, woo, woo. Em vui là vì được làm hành khách bất ngờ trên cái chuyến này. Nhưng mà em rất tiếc vì anh Hiếu đã đoán sai đến 3 người rồi. Không có cái sao nào, chưa được nhận cái sao nào đâu. Tại vì là trong ngày hôm nay rất là có nhiều năng lượng để đạt được 5 sao, đạt được 5 sao, đạt được 5 sao. Hãy mong là hãy mong là cuối cùng là cái cầu với Hiếu đi cái kia ấy. Để cho anh còn ít là một sao. Anh Hiếu ngày hôm nay đã rất là nỗ lực rồi, chính vì thế mà Nicky mong là anh Hiếu ít nhất là cũng phải được một sao mọi người ạ. Mọi người hãy cổ vũ anh Hiếu để được một sao đi. Yes. Chứ anh Hiếu mà về tới không là anh Hiếu sẽ khóc đấy mọi người ạ. Rất nói chung là rất là hồi hộp, thì rất là thích anh Hiếu mà kiểu giờ mà coi show thấy ngồi gần khoảng cách gần cái gì thì và không thể tưởng tượng được là mình có thể có cơ hội này. Thì rất là nôn nao và rất là vui luôn. Alo. Yo. Oh boom, oh sorry. Ê. Bạn khỏe không? Nhá. Mình gặp nhau chưa nhỉ em nhỉ? Bạn nhỉ, xin lỗi. Nhá. À. Ok. Dương Ngọc à? À, xin chào Ngọc. Oh yeah yeah, The Verse đúng không? Là Ngọc nhảy The Verse à? À thì chắc là lúc mà Hiếu diễn The Verse ấy, Ngọc có ở đấy không? Ngọc có diễn cùng không? Oh, tại sao? Tiếc quá. Ok. Để mình được trò chuyện với nhau. Thử thách giao lưu cùng Dương Ngọc đó là Trọng Hiếu phải thực hiện thử thách nhảy nối tiếp cùng với Dương Ngọc trong vòng 20 giây trên nền nhạc. Một bài à? Ok. Bắt đầu. Nghe trong lòng như cuốn qua từng ngày ngọt ngào mê say. Yeah. Oh. Em cho hồn tôi mộng mơ dại khờ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần. Yeah. Nghe tôi xuống. Ha. Từ đây chẳng tên nào nghĩ suy. Lòng ngập tràn bóng hình em. Hết à? Chúc mừng em. Đang cắn. Yeah, chào anh. Hey, xin chào. Xin bữa chào đó mà. Là bữa mà The Voice là em lại đứng lại xin chụp hình với anh đó. Oh yeah, sao Ngọc đi đúng đi rồi, đúng không? Đó à, là okay. Em không diễn được là do vậy đó. Cái lúc đó là Ngọc lại diễn ở chỗ khác đúng không? Đúng rồi, là phải đi qua bên trường. Nên là lúc đó không diễn với anh, nên mới tiếc nãy mới là tiếc không diễn được á. Ok, hiểu. Anh nhớ cái xin mà đúng không? Có, anh nhớ. Thì The Voice là lần đầu tiên gặp anh luôn. Ok. Biết anh từ hồi cấp 3 dưới quê là hồi còn ở dưới lúc chưa lên Sài Gòn á, thì đã biết anh rồi. Và lần đầu tiên là quê của Ngọc ở đâu? Em ở Bạc Liêu. Bạc Liêu là ở dưới miền Nam đúng không? Dạ, miền Nam. Có cái món gì đặc biệt nhất của Bạc Liêu mà anh phải ăn thử? Bánh xèo à mập. À, nhà mẹ em ở đâu để anh qua để mẹ em nấu cho anh? À, dạ không, cái đó là một cái quán rất là lớn á, nổi tiếng với đó. Nhưng mà bố mẹ của em có ở Bạc Liêu không? Dạ có mẹ em. Ở đâu? Dạ, ở một vùng hoang vu lắm, một vùng mà có đồng ruộng luôn á. Anh được đến thăm không? Dạ được. Anh được chào bố mẹ không? Được. À, ok, vào nhảy với bố mẹ không? Được. À, ok. Yeah, nice. Thì là cái bánh xèo đúng không? Dạ, bánh xèo. Ok, chắc chồng như phải đến Bạc Liêu để ăn được bánh xèo. Bánh xèo. Có cái gì đặc biệt ở Bạc Liêu nữa không? Gỏi cuốn trong tiệm bánh xèo luôn. Gỏi cuốn trong bánh xèo á? Yeah. Ok. Yeah. Ngọc là người cuối cùng mà Hiếu vote là hát hay nhá.
Thế tức là Ngọc xin mời Ngọc cứu Hiếu, vì Hiếu chưa được cái sao nào. Ngọc là cái người có Hiếu có hy vọng và niềm tin cuối cùng ấy. Yeah. Lại gần đây này. Chạm vào một ánh mắt say như ngàn tia nắng dịu êm, chạm vào nụ cười em, anh quên đi mọi thứ trên đời. Gần đây ôm anh thật lâu, nhẹ nhàng bàn tay, yeah! Mặc kệ thế giới chúng ta vô hình tan biến trong nhau. Vài giờ trăm năm biển sâu, chỉ cần anh biết em đang ở đâu. Em vui nước mắt tất trong anh này, anh vẫn ngay đây. Yêu là dù cả thế gian có quay lưng lại, mình vẫn giữ tay nhau, chẳng rời xa đâu. Ta cùng biến mất theo nhau tới tận cùng, và ở lại bên nhau thật lâu. Em là điều quý giá nhất anh có trong đời, người tặng trái tim này dành riêng em thôi. Anh thả những nhớ thương theo gió lên trời, rằng anh yêu em, người ơi. We are invisible. Yeah. Em thật lâu, nhẹ nhàng bàn tay đan vào nhau. Thế giới chúng ta vô hình ta biến trong nhau. Em là điều quý giá nhất anh có trong đời, người tặng trái tim này dành riêng em thôi. Anh thả những nhớ thương theo gió lên trời, rằng anh yêu em. Come on, say you are invisible. Yêu là dù cả thế gian có quay lưng lại, mình vẫn giữ tay nhau, chẳng rời xa đâu. Ta cùng biến mất theo nhau tới tận cùng, và ở lại bên nhau thật lâu. Em là điều quý giá nhất anh có trong đời, có trong trái tim này dành riêng em thôi. Cảm ơn Ngọc đã được sao đầu tiên của Hiếu. Có một món quà tặng nhân luôn. Cảm ơn Ngọc rất nhiều. Đây là của Ngọc à? Hiếu được mở chưa? Dạ, anh muốn mở thì cứ mở. Nó cũng chắc nó cũng hợp với bộ đồ của anh á. Hiếu rất thích cái mũ này. Đây, để Hiếu đổi thử. Tiền này. Yeah. Vậy Ngọc đúng kiểu chọn cái mũ mà Hiếu đang thích ấy. Yeah. Anh thích cái này á. Rất thích. Cool. Yeah. Thank you so much. Em nghĩ là nó hợp với anh. Trọng Hiếu bắt đầu cũng rất là tự tin. Chắc là hơi tự tin quá. Tại vì là cuối cùng mới được một cái sao. Mà đáng lẽ là mục tiêu của mình là được 5 sao. Trọng Hiếu Airline 5 sao. Nhưng mà hôm nay hơi thất bại. Và nhưng Hiếu nghĩ là không sao, tại vì là tất cả mọi người mà Hiếu được gặp ấy quá vui và quá hấp dẫn và làm cho Hiếu truyền cho Hiếu rất nhiều năng lượng, và Hiếu cảm thấy rất là thú vị được trò chuyện với mọi người và hát cùng với mọi người. Thật sự là một cái chuyến xe đối với Hiếu là 10 sao. Cho ông Nicky lên đi. Yo, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Hành Khách Bất Ngờ cùng với Trọng Hiếu ngày hôm nay. Hiếu mong là mọi người cảm thấy vui như Trọng Hiếu cảm thấy. Như thế là cảm ơn mọi người rất là nhiều, and I love you. Giữ gìn sức khỏe and have fun.